Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Nhã Vlog nha mọi người. Thì mình là Danh, đây là thằng Quỷu, đây là thằng Sang mọi người. Thằng nói nó mới đi xách xe nó chạy đâu cái đợp luôn là mình bóc cái máy quay vô làm liền luôn mọi người. Thì hôm nay mình sẽ vô mình nhờ những người anh em tốt của mình nhé. Thì thôi, chị em ha, chị em xã hội. Thanh. Dạ hôm nay là cũng ngày nhân dịp sinh nhật của chị. Sắp ngày mai má ơi. Biết là cũng ngày mai luôn à. Thì hôm nay em sẽ có món quà bất ngờ dành tặng cho chị yêu của em nhé. Quà gì? Nghe bóc thằng hoàng lại thôi. Đừng có chơi kiểu vậy nha. Thì đó giờ có lẽ ngày mai em không đi được rồi. Em gửi lời chúc. Ngày mai em cũng không đi được luôn. Thì em bây giờ nè, em Út ở đây xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho chị. Thì em là lớn, em chúc trước. Em chúc chị thêm tuổi mới thành công trong công việc và cuộc sống. Mãi hạnh phúc bên gia đình và những người yêu thương. Và mau ăn chóng ốm. Dạ. Làm không hèn. Trời. Chúc đi giúp đi. Em chúc chị sinh nhật vui vẻ. Rồi em chúc chị ăn năm mới vui vẻ, khen thịnh vượng, làm ăn phát tài. Tự nghĩ rồi đó, là nó chúc gì em ơi, không hóa nghe, còn giờ bỏ cái vấn đề đó đi mọi người. Thì bây giờ thằng Mậu nó vừa đi rồi. Thì mình cũng nhờ chị Ngân với chị Hằng, ủa lộn, chị Ngân chữ con Hằng, con Hằng. Bánh bao mỡ đi. Mời tem bánh bao mỡ đi. Là để thực nghiệm cái màn con với mọi người. Nó mới xách xe đi là mình chụp máy quay mình làm liền luôn cho nóng. Thôi tao không có cho em. Em không có cho anh gọi em được. Kể này nhớ cái vụ hả mà khi vẽ mặt cái chở ra đường không? Đó, đó vậy thôi chứ. Đó vậy thôi, cay không? Cay không? Bữa đó nhìn chị ăn bữa đường đúng bữa luôn thiệt. Đúng bữa luôn á. Ngăn đục giá. Nó kỳ kỳ sao ơi. Thì mai trả thù không? Thì bây giờ nè, mọi chuyện cứ để em sắp xếp. Rồi. Đúng vậy chị. Vui. Bây giờ mọi chuyện em sắp xếp, chị với con Hân cứ nằm ở trong phòng đi. Rồi. Và những cái chị xảy ra cứ việc quýnh thẳng tay cho em, cứ đập nó. Cứ đập thẳng tay cho em. Nó quýnh lại tao làm sao? Nó quýnh thì sao quýnh đâu vậy? Đàn ông bản năng người ta đất thượng phu gì đây mà giúp thượng phu là gì đất cha? Thượng phu hả? Không có vũ phu vũ công gì đó. Đây bà vũ công vậy rồi. Thì cứ việc để em sắp xếp. Cần với chị Ngân cứ việc nằm nó đi. Nó làm cái gì cứ đập thẳng tay. Ok không? Còn chuyện của mấy anh em mình bây giờ đợi nó về mọi người. Nó chạy đâu biết, nó không biết đi tới chiều rồi nút luôn hả? Nhưng mà đập xong rồi nó cần suối phải không? Phải chứ ai? Đã ngay người ta tạo cho cái vấn đề để trả thù để đánh nó chứ chưa đã thừa. Rồi hiểu rồi. Vậy nha. Bây giờ nè, nó đi đâu? Nó đi đâu bao lâu không biết. Đừng có ngủ quên là được. Cứ như vậy đi. Mọi chuyện đây ta sắp xếp. Còn anh em mình thì đợi nó về nha mọi người. Là xe lụm nó liền. Ok. A few moments later. Ê, nó về đây mấy, Tập trung. Yeah. Chuẩn bị chưa? Cái phút mình chờ đợi nói gì mọi người hay hello xin chào tất cả mọi người đến với kênh Nhã Vlog mọi người. Nó bị đắng nhìn như con heo quay. Đây anh em mình đây á mọi người, nãy giờ mình có cơ hội chắc nhiều cái cơ hội để mình đợi nó gì à, tao tưởng mình đi đâu là cái cơ hội này không làm được đó. Làm gì bữa nay chị nằm chị lời vô chị chơi qua đây chơi con thằng vô phòng sẵn đây anh em mình làm cái mặt cho đi cho nè yên trí không giờ em đang định cho nó tao biết đem cây nhau lắm không có cây nhau mà. Có bạn kia mới gửi cho em vô đây nè, để cho thì có bạn kia mới gửi em hàng trăm luôn có sẵn mà có sẵn luôn bữa hổm tới giờ tính cho rồi mà chưa có cơ hội đó chưa tính cho nó là chưa có cơ hội đó nghe chơi luôn hay vậy mà hai cái nó có thể trùng cái gì hai cái nó trùng trùng gì hai cái nào trùng kệ đi sao cũng được làm sao cũng được rồi cái gì nói cái gì mà trùng cái con cái ý tưởng luôn kinh rồi
em lưu trên TikTok về đúng không? Bạn kia bạn gửi nè, bạn mới gửi mấy ngày trước. Đồ má cái thằng chó này dâm u. Cùng nó không nổi cái này trên TikTok ba. Dâm u lăn lộn. Nè nó nói ra để là mà nói chuyện nhỏ khác quay phim lại phải không? Anh anh bận nhiều việc, công việc lu bu. À, cái này được, cái này được, cái này được. Cái này được, cái này được. Anh ơi, ơi. Có gì tháng sau mà có việc đó, anh lên thăm em nha. Tại vì ba má em cũng gặp anh lắm luôn rồi đó. Ok, anh cũng nhớ em quá. Cái mặt này là mấn. Đấy. Lâu, lâu. Chị ngăn với anh chồng. Đang làm gì chóng sao đã có quay được. Nằm ngủ. Quay lén luôn. Cầm quay lén luôn, đúng rồi. Đã không quay không được, cầm quay lén sao mà được. Quay lén luôn. Chuyện như chuyện riêng tư em phải đủ ra hết. Không được, không được. Không đủ rồi, được. Đủ dai rồi, lỡ em quýnh em rồi sao. Trời ơi, đây. Cái gì vậy? Đủ ghé em được chứ. Không bao cơ được. Được không? Cái gì không được. Bây giờ nè, em muốn cái nhà lâu bây giờ. Một hồi giả bộ á, em đủ anh ra. Nhưng mà chắc anh đứng ngoài nữa nha. Vì ông sừng là tông cởi vô can ra này. Đúng không? Can ra để cho em chạy giống vậy chứ. Ok mọi người, hôm nay mình sẽ chơi cái trò chơi này nha. Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Trang Nói. Trang Nói cho mình. Chắc rồi, mới để mình về. Giờ hay là cũng lộn một. Ở đây rồi, tôi chào nó là ba là cũng lộn hai lần rồi đó. Hôm nay mình sẽ có cái màn chọn cực kỳ hay cho Hằng nha mọi người. Giờ vô để mọi chuyện cho cứng đắp. Mới quay đây em đặt. Mọi chuyện nhờ mày hết á. Ok mọi người, ráng giữ sức khỏe gia đình. Bây giờ mình vô mình đặt ổng quay cái nhau rồi. Cái mày yên ta đi, ngủ. Chứ gì nữa? Anh có kể, anh nhớ con này con kia. Con nào? Em gái. Ở đây coi. Gái hả?
coi cái máy xăm sửa không chưa? Làm sao rồi? Thì trong cái thời gian giờ máy hư rồi không có khách thì thôi anh em tranh thủ chạy bên Kiên Giang thăm ghế mày bánh đi. Sai thì từ từ nói chuyện chứ làm gì vậy? Từ từ nói chuyện với ngoại tình là đập à.
Nào giờ có anh em đây nè. Cũng nói thẳng luôn nè. Nói đi. Nói gì? Nào bây giờ có anh em đây nè. Anh em đây nè. Nói thẳng luôn nè. Đúng không? Ừ. Nói gì đâu rồi? Ngoài cửa. Nghe không? Nghe hết. Sao không vô? Chuyện gia đình mà không có ai can thiệp hết trơn. Chuyện gia đình của mày mày sao? À, bây giờ anh em là vậy, sống với anh em là vậy. Gia đình là không có bạo lực trong đó. Đúng không? Sai, thầy Quýnh. Gia đình không nhưng mà gây gọc với nhau là sai. Không. Nhưng mà dưới lý do này là... Đúng. Tao nói thiệt đó, hồi nãy chẳng ra là tao không có cho con ăn Quýnh mày đâu. Mà tao bị dỗ trong tim nè. Lắm cái nhỏ đó là trong đây nè. Em nói với chị nghe. Coi chừng tao còn ứa nó chi nó. Em nói với chị nghe nè, đúng không? Nãy không cho em chỉ. Thì em không chỉ gì được, em chỉ như vậy. Rồi mày chỉ như vậy là sao? Em gái của em chỉ cho mình. Đừng gì cùng hả? Bảo! Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nó đậu cổ kìa. Được cái mặt đó. Trời ơi, hỏi giận của nhỏ trời. Hỏi giận của nhỏ trời. Đừng khóc nữa nhé, mới đừng một người như thế không đáng để thương. Quý như mặt kìa. Chị với Định Sơn ra được không? Nghe. Nghe nói chuyện từ từ. Vô cái mặt ra đây. Nghe nói chuyện. Sao? Nghe mà. Tại nói chuyện từ từ. Rồi. Mình phát một người lắng nghe coi. Đã. Tụi bay Sơn lỡ ra. Đúng không? Cái gì bình tĩnh nói chuyện. Tụi bay không bình đó nghe. Trời ơi. Anh em. Ôi, rồi, rồi nói đi. Rồi nói đi, rồi sao nữa? Bỏ cái gói xuống nói chuyện. Bỏ gói xuống. Bỏ gói xuống nói chuyện. Quên gói một đau lột. Rồi. Rồi, gì nữa? Nói gì nữa? Bỏ gói xuống nói chuyện. Hôm nay nó gõ luôn vấn đề. Sao? Ủa? Ủa, chỉ với mặt em được mà. Hôm nay nó gõ luôn vấn đề. Ok. Con nhỏ hồi nãy là con nữa nào? Là em của nó. Là em. Em gì? Em nói có nói gì hết bây giờ thiệt. Em nói thiệt. Giấu như thế này giờ đủ rồi. Em gì? Nhỏ hồi nãy là ghê bé anh đó. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Học hết. Dạ. Tao không có mày hỏi nha. Mày phải là em thôi. Nó xin thôi. Nó xin thôi. Con ăn Quýnh không được, nó đè xuống cho ăn Quýnh nha. Vậy? Ủa mà mày nhắc mày vậy ai cũng mày đổ mà hả? Đó. Em gái nào? Hả? Vậy nhỏ không? Vậy nào? Vậy nào? Ủa vậy? Trời ơi, mày đặt teo bông. Vậy nào? Nó chiều nó về nó gửi cho ba nghe. Vậy nào? Quá đi. Ừ, nè. Mày giọng vô cái bụi đỏ đó. Đột vô con mắt đó. Hả? Hả? Nè, chị nó. Chết cái này không có được. Lâu quý nha. Giọng vô con mắt cái bà. Trời ơi, mày còn gì hết nhỏ hơn. Đúng rồi. Còn biết rồi, mày vậy không? Mày nhìn tụi nó, mày làm sai ai mày nổi. Sống sai còn dám còn nhận là ghẻ bé hả? Tao chỉ mày tao cũng mình không nổi nó chứ tụi nó. Ghẻ bé hả? Nguyên bao lâu? Hả? Mày nó ngon, mày nó bú quanh lật mày hay gì kìa. Không nói đi. Nè đẹp trai ha, ghẻ bé, ghẻ lớn nè. Giọng tiếp đi chị. Nè một cái một ha. Ha. Mà ghẻ bé, ghẻ lớn hả? Xích ra cho tao coi mặt mày coi. Hả? Thôi, được rồi. Để em đi. Em tập thay được. Quá, anh nhớ lại. Ồ, nói chị với Định của anh không có vô can. Ừ. Mấy năm gì chi chí thì cái quýnh. Càng để sợ quýnh. Càng biết cái chuyện gia đình của mày vậy. Gia đình của anh ca vô anh Càng là cho nó quýnh anh luôn hay gì? Ủa sao ai đâu cho được quýnh được anh Càng? Sao
khóc, kêu chị gia đình của anh tử lo sao khóc. Tao kêu gã nó nói chọn mà tự lo gì, biết biết vô gan cái gì nó giọng đâu không mấy à, biết đâu tưởng nó thiệt. Chồng đã bị vậy khóc. Muốn bắn chậm vô bụng mày không? Mày không không? Mày không bụng mày không? Mày bụng chậm vô bụng mày không? Mày chạy. Ok mọi người, cái này là nằm ở nhà buồn tự suy nghĩ vào chơi thôi. Không, cái này giống như cái lần đầu tiên mà mình được quýnh mà gọi là double mọi người, thấy không? Là giống như là cho gậy ông đập lưng ông luôn, là lần đầu tiên mình suy nghĩ được. Thì cảm ơn mày. Thì mình cho cái danh đây là cũng kết thúc mọi người. Thì hồi nãy mình đã cảm ơn chị Ngân Duyên Hằng ở trong rồi, là đã hợp tác với mình để làm ra được cho anh như thế. Còn cái thằng này là xin kính chào tạm biệt mọi người. Nếu hẹn bắt lại ký kênh của mình nha. Thì bye bye mọi người nha.